Sự vi diệu của y học cổ truyền. Đây cho tôi cho các bạn xem, châm cứu bấm huyệt nó là sự vi diệu luôn. Ca này trường hợp rất đặc biệt. Em là hôm nay đi làm về muộn, em bị tắm trúng gió đúng không? Em ở dưới Hải Dương lên thì em đang nấu thạch. Nấu thạch để làm chè. À đấy ạ. Đang làm xong, nấu xong thì em vào em tắm ra khoảng tầm 30 phút sau thì bắt đầu nó đau đầu. À đấy ạ. Rồi nó cứ vã mồ hôi ra, xong nhà nó cứ tối sầm lại, chân tay nó co quắp lại. Ờ. Ra viện thì chụp CT các lớp bảo không bận gì. Không phải tai biến. Thử máu các thứ cũng không bận gì. Không là sao, thế nào cho đi về. Đâu bảo em nằm viện, nhưng bảo phải bảo em bị men gan cao, bắt em nằm viện, em bảo men gan cao bảo em nằm viện không nào. À đấy ạ. Em bảo mai em về em đi chụp cứu. À thế là đến thầy. Vâng. Hôm nay được mấy buổi rồi? Nay 3 buổi. 3 buổi thấy đỡ nhiều chưa? Nhưng mà gần như là khỏi. Ui giời ơi. Thấy tuyệt vời không? Đấy mọi người xem. Đấy con bé làm đẹp kia, mày thấy đông y hay chưa? Đấy cho mọi người xem nhá. Đây, tưởng là tai biến đi chụp CT não thì không làm sao. Thế là cho về, về gặp thầy Vũ Dũng hôm nay được 3 ngày gần như khỏi. Đến đau toàn thân không đi được. Trông mơ phờ còn đau co giật cơ mà. Đau. Đến là gần như không đi được. Gần như không đi được đúng không? Coi như vớt ở gần như vớt ở dưới ao lên đúng không? Nhìn chán lắm. Thế mà đấy trông như vớt ở dưới ao lên luôn. Mơ phờ. Ừ. Úi giời ơi, cũng may là trong năm chở mẹ đi chữa bệnh biết thầy đấy nhờ. Vâng. Đến thầy luôn đấy. Nào ra. Úi giời ơi, quá may mắn luôn. Vâng. Đã bảo là chứ co giật co quắp chân ta có đi được đâu. Vâng. Làm lên ô tô không đóng được cửa kính. Làm lên ô tô không đóng được cửa kính ô tô cơ mà. Úi giời ơi, đấy cho các bạn xem. Nếu hôm nay đến thầy châm cứu bấm huyệt 3 ngày gần ok luôn. Đấy, để chia sẻ cho các bạn xem về y học cổ truyền nó làm được nhiều việc thế nào. Thế các bạn bảo đông người đến thế này, người ta chữa bệnh chẳng lẽ người ta đến để đây cho nó vui. Đấy đúng không? Đấy này, cả Trung Quốc kia kìa. Đấy, anh chàng Trung Quốc. Ni hao. Đấy. Đúng Trung Quốc chưa? Rồi, đi về. Đây, đến anh chàng Hoàng Mai, bấm ngày thứ 2 gần như khỏi dứt điểm. Đây còn anh chàng này. Anh chàng này bấm mỗi hôm sau bảo gần như khỏi luôn. Đấy, chỗ nào Hoàng Mai nhỉ? Mai Động, Hoàng Mai. À Mai Động, Hoàng Mai chỗ Mai Động đây à? Vâng. Chỗ gần đền Mơ Táo không? Đấy gần đấy. À rồi ok.